Theo bà con kinh doanh tại trung tâm Mariwinska cho biết, có khoảng 1.200 bà con người Việt đang kinh doanh tại đây. Trong đó, ước tính quầy bị thiệt hại nặng nhất có thể lên tới khoảng 3 triệu USD, tương đương 750.000 đô la Mỹ. Nhiều tài sản, giấy tờ của bà con cũng đã bị thiêu rụi. Tôi và rất nhiều bà con vẫn không muốn tin là mình đã trắng tay. Hiện tại chúng tôi chưa biết sẽ làm gì để duy trì cuộc sống của một gia đình. Vụ cháy xảy ra quá nhanh và ngoài sức tưởng tượng. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tất cả chỉ còn là đống tro tàn đổ nát. Tại cuộc họp bàn, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, Ban hỗ trợ cộng đồng Đại sứ quán cùng đại diện Hội người Việt Nam tại Ba Lan đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và quyết định thành lập Ban hỗ trợ do Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan làm trưởng ban. Hội sẽ hỗ trợ bà con về mặt giấy tờ, việc làm và nơi kinh doanh tạm thời. Đại sứ Hà Hoàng Hải cũng trao cho quỹ số tiền 2 ngày lương của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Cái quan trọng là cái gì? Giấy tờ tùy thân, giấy tờ cháy, hộ chiếu cháy để chúng bán tạo điều kiện cho bà con chúng em. Ai khó khăn, chưa có nhà ở, chưa không có tiền trả tiền nhà, cũng có thể hỗ trợ. Qua đây, Hội người Việt Nam tại Ba Lan kêu gọi các tổ chức hội đoàn, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng bà con cộng đồng người Việt tại Ba Lan, các nơi khác trên toàn thế giới hãy nhiệt tâm ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất, tài chính thiết thực để cho bà con người Việt ở Ba Lan bị nạn sớm ổn định được cuộc sống. Trong tuần này, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan sẽ gặp gỡ một số cơ quan Ba Lan để tiếp tục trao đổi về các phương thức hỗ trợ cho bà con người Việt bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn.